Và sau đây Bác Lê xin mời tất cả anh chị và tất cả các bạn cùng thưởng thức một nhạc phẩm trữ tình được mang tên Nếu Hay Đứa Mình của anh Bằng và Trúc Ly. Xin mời tất cả cùng thưởng thức. Nói chuyện mãi sau
có người trong sao ngắm lửa tranh sầu xót thương đợi nhau. Nếu hai đứa mình đi về cùng chung lối thì dù đêm tối không làm mở lối vô thương. Nếu hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh nhịp đôi chim thì dù mưa rơi giá lạnh đêm trường cũng vẫn chiều em. Nếu hai đứa mình chọn đời thương.